Hello, em Cường xin chào các bác nhá. Bây giờ là 5, gọi là 5 giờ đi. Hôm trước thì có mời các bác đi du lịch qua màn ảnh nhỏ phía Bắc. Và hôm nay lại xin mời tất cả các bác đi cùng em một chuyến nữa. Đó chính là đi giao, đúng ra là giao 5 con xe. Nhưng mà có 2 con tự nhiên lại không thuộc cái cung đường, thành ra là mới lại không đủ người đi nữa. Ví dụ như giao 5 con là bọn em phải đi 6 con xe đúng không? Đấy, thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì bọn em đi trên một cái cung đường này ở khu vực Hưng Yên, Phủ Lý Hà Nam hay là Ninh Bình, hay là đi từ Phủ Lý hướng lên phía giáp Hà Nội, thì bên em phải đi trên cái cung đường đó thôi chứ không vòng lên Vĩnh Phúc các thứ được. Thì đành phải hôm nay sáng nay lại phải đi giao 3 con, và xin mời các bác đi bọn em đi cùng bọn em đi một chuyến là đi giao 3 con xe này cho khách hàng. Khách hàng mua trong tháng 7 thì giao mấy con xe này cho khách hàng, sau đó là sẽ làm cái vlog giao từng xe một, sau đó là đại khái là mời các bác đi cùng em một chuyến, không phải là ấy nữa mà là trung du. Ô, tự nhiên đèn đường mất điện rồi. Làm nào giờ nhỉ? Rồi, bật tạm cái này lên. Đấy, sáng ra mà nó tắt điện đường các bác ạ. Đấy. Rồi thì bây giờ em sẽ đi giao mấy con này, ví dụ như con K3. Rồi. Xin phép các bác là em cũng quay đấy nhá, bởi vì tối cũng không nhìn được xe pháo cái gì đâu. Đấy, trên đường đi em sẽ quay tiếp cho các bác. Ok. Ok. Sau khi di chuyển được mấy km thì em đã lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Thế tuy nhiên thì trời vẫn khá là tối, gần như là cũng không nhìn được cái gì đâu. Đây, bắt đầu lên cái đoạn rẽ lên cao tốc này, Hà Nội Thái Nguyên này. Và mấy anh em có hẹn nhau ở cái trạm dừng nghỉ ở Hà Nội Thái Nguyên này, cách đây khoảng tầm 30 cây, hơn 30 cây, để dừng ở đấy ăn sáng xong rồi là tiếp tục hành trình. Thì cái đoạn đầu này thì anh em biết đường hết, thế cho nên là mạnh ai người chạy xuống đến cái trạm dừng nghỉ đấy, xong mình bắt đầu đi cùng nhau. Đấy. Đường cao tốc Thái Nguyên này thì để cho phép chạy 100 km/h, thế cho nên là đi cũng khá là nhanh, đường khá là đẹp. Đấy. Ok các bác nhá. Đấy, xin lỗi các bác vì có bác có tư vấn cho em ở trên YouTube bảo là hạn chế nói từ ok, nhưng mà chia sẻ thật với các bác là nó cũng quen mồm rồi. Thế thành ra là đành cứ phải nói ok ok thôi, chứ biết làm sao được. Mình quen mồm mà mình thật như nào mà mình như thế thôi nhá các bác nhá. Xin chào các bác. Rồi ok, sau khi di chuyển khoảng 30 km, mất khoảng 20 phút thì trời đã hửng sáng. Và bây giờ em sẽ rẽ vào cái trạm dừng nghỉ, trạm Hải Đăng ở trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Thứ nhất là để mua xăng, cái thứ hai là để nạp năng lượng vào người buổi sáng các bác nhá. Đấy, thì ở cái trạm này thì nó còn có khách khứa một tí này, bởi vì là Thái Nguyên em nó không có như ở Hà Nội Lào Cai, không giống cái trạm như Hà Nội Lào Cai. Đấy, Thái Nguyên em thì nó ấy hơn. Đâu người ta không thấy có nhân viên nhỉ? Đây, đi sang đây vậy. Rồi. Chị ơi, cho em đầy bình với. 90 anh. 95. Vâng. 95 mà xăng bây giờ còn có 19.800 à? 21 ạ. À, sao vừa nhìn cái kia. À đấy, nhấc ra nó lại thành 21 là sao? Cái này là cái kia là lấy là 92. À, rồi. Hai cái nó cũng một đồng hồ. À, thế nhá. Bảo 92 là có 20. Mà 95 lại là 21.2. Kìa, mấy xe đã đến kia phía trước rồi kìa. Đó. Chuẩn bị tiền, trả tiền. Đấy, vào kia xong vào kia ăn sáng nữa. Ok nhá. Rồi, đây là bát phở sáng của mấy anh em. Đấy, phở gà. Ăn xong bây giờ là khởi hành một mạch đến tí đã tìm đường trên cung đường quốc lộ 38 luôn đấy. Đây, bốn anh em đi đây. Mỗi người một xe. Ok, mời các bạn ăn sáng nha. Đó, ok, bây giờ là bọn em bắt đầu khởi hành nhá. Đây, Focus này, Civic này. Đấy, em K3 biển Lào Cai của em này. Và tiếp theo nữa là con Morning này. Giao Hưng Yên này. Đấy, ok, bây giờ khởi hành đây, mặt trời lên rồi chưa? Đấy. À, lấy cái mặt nạ ở trong con xe Civic nhá. Ok, em đang trên đường cao tốc rồi. Em tắt tiếng đi đã. Điện này một mẩu trên cao tốc thì cũng chia sẻ với các bác một chút là thực ra mà nói thì đi giao xe như này thì cũng sau đó là nói chung là đi giao xe thì đương nhiên là có tính phí, tuy nhiên thì cái phí nó cũng chả đáng là bao nhiêu cả. Đấy,
Đấy, hôm qua bọn em đã phải test PCR mất 4 anh em đấy, cộng với là xăng cộ các thứ 4 xe để mà đi. Thế tuy nhiên thì chỉ giao được có 3 xe đấy. Thì như bác đã biết rồi, con Morning thì trả được bao tiền đúng không? Còn Focus thì lỗ lòi luôn. Vừa hôm qua hôm trước lại phải đăng kiểm và phát nữa. Thế là mất mấy triệu nữa. Thế là lỗ vào con đấy đâu đó gần chục triệu. Chưa kể là trong cái khoảng thời gian nó nằm ở showroom ấy, tiền lãi, tiền lời, cái thứ linh tinh, đúng không? Mấy trăm triệu nằm đấy mà các bác đấy. Rồi tiếp theo nữa thì là một con Civic. Thì con Civic thì bác nào theo dõi thì cũng sẽ biết rằng là bọn em lời bao tiền. Thế thành ra là khi mà đi giao xe như này thì gọi là đi để mà thu hồi vốn thôi. Đây là em tâm sự bằng thật. Chứ bảo là lời lãi bán ba con này thì nó trả được bao tiền cả sau khi trừ chi phí đi, sau khi là tất cả xe, lượng xe nó nằm ở đấy 1-2 tháng trời, thậm chí có con 3-4 tháng trời đúng không? Đấy, thì buôn xe nhiều khi nó cũng có một cái gì đấy nó cũng mạo hiểm các bác ạ. Chứ không phải là cũng dễ ăn, cái dễ kiếm ăn như là các bác nghĩ đâu. Một số bác thì bảo rằng là ôi giời, cái ông kiếm được nhiều tiền, ông ăn kiểu như là mỗi con xe ăn được 30, 50 cái thứ thì không có đâu các bạn, hiếm lắm. Ok, em tập trung vào lái tí nhá, không là anh em nó đi trước kia xong em là người dẫn đầu, nhưng mà vừa đi vừa quay thế thành ra là không đi nhanh được, thì anh em nó dẫn trước để không đi theo đúng đường là chết dở, bởi vì cung đường em là người dẫn đường mà. Đấy, bộ đàm bộ đĩa các thứ đầy đủ đây, em người dẫn đường này. Đấy, các bác nhá. Ok, xin chào các bác. Ok, đây các bác nhìn thấy cái biển là Bắc Ninh Nội Bài. Em đã di chuyển đâu đó khoảng tầm 45-50 km từ trên Thái Nguyên xuống đến đây, thì sẽ rẽ vào một cái lối này, gọi là lối hướng đi thành phố Bắc Ninh và Nội Bài. Thực chất thì đây chính là cái lối nút giao cắt giữa quốc lộ 18 và quốc lộ và đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Thì cái quốc lộ 18 này nó sẽ nối từ sân bay Nội Bài đấy, trở về cái đến cái quốc lộ chạy Hà Nội Bắc Giang ấy, Lạng Sơn ấy. Đấy, thế gần như là quốc lộ 18 là cái quốc lộ huyết mạch để có thể là di chuyển từ phía Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và các tỉnh ở phía lân cận đó để đi sang những cái tỉnh phía Tây Bắc, ví dụ như là Hà Nội, Lào Cai rồi các thứ ấy, là gần như là người ta sẽ di chuyển chính bằng quốc lộ 18 này. Đấy. Trên quốc lộ 18 này em sẽ phải đi tiếp khoảng tầm gần 20 km để đến cái quốc lộ đường cao tốc của gọi là đường cao tốc thôi, nhưng thực chất cũng không phải là cao tốc. Đó chính là cái quốc lộ chạy từ Hà Nội lên Lạng Sơn ấy, qua Bắc Ninh và Bắc Giang ấy. Đấy. Thì đến đấy xong bây giờ mới lại đi theo quốc lộ 38 để đi sang phía Hưng Yên. Đấy, phía Hải Dương Hưng Yên ấy, kiểu đấy. Nhưng mà đi không đi vòng được qua Hà Nội thì bắt buộc em phải đi như vậy. Đấy. Ok các bác nhá. Đây, trời có hơi một chút sương mù, mặc dù là có một chút ánh sáng rồi. Đấy, đấy các bác để ý đi phía trước kìa. Nếu như mà ta đi thẳng thì ta đi Nội Bài, bắn thẳng lên chỗ Nội Bài luôn và đến đầu đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đấy. Và nếu như mà ta rẽ phải thì ta sẽ đi Bắc Ninh. Đấy. Ok các bác. Chào các bác. Em đã đi kết thúc quốc lộ 18 rồi. Thế tuy nhiên thì đây là một cái nút giao phải nói là khá là rắc rối, mà nhiều người gần như là rất khó đi ở cái nút giao này. Đấy. Nút giao này nó cắt giữa quốc lộ 18 và cái đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đấy, đây sẽ phải đi qua một cái hầm như thế này. Đấy. Cái hầm như thế này thì tuy nhiên là đường nó hơi là rắc rối. Thì các bác thực ra mà nó có biển chỉ dẫn, nhưng mà nếu mà ai chưa đi bao giờ sẽ có một chút gì đấy là bỡ ngỡ. Đấy, ví dụ như này này. Đấy, thì ta em phải đi bên này, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đấy. Thì là phải đi như vậy thì mới được. Còn thực ra mà nói thì nhiều người chưa đi bao giờ thì rất rất là hơi gọi là hơi khó ở cái nút giao này. Đấy. Đây các bác nhìn thấy, em sẽ phải vượt qua mấy cầu vượt. Thì ở bên dưới này chính là đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, Bắc Ninh các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Em phải đi qua bên này sang bên kia, sau đó là vòng lại. Thì nếu em nhớ không nhầm thì ở đây nó có một cái chốt, vì hôm trước em đi rồi. Thì chốt này là cái chốt kiểm dịch, thì em sẽ phải dừng lại để mà khai báo cũng như là trình giấy tờ các thứ cho nó đầy đủ ngon lành, thì lúc đấy em mới tiến hành di chuyển tiếp được nhá. Đấy. Rồi ok, xin phép các bác em xin tạm dừng đây, tí nữa em quay tiếp vì sắp sửa đến chốt rồi. Kia các bác nhìn thấy kìa, cuối con đường kia là chốt chỗ cái ô vàng vàng kìa đó. Ok các bác. Vâng, em đang di chuyển trên quốc lộ 38 mới. Ở phía đằng sau kia là có lối rẽ phải là quốc lộ 38 cũ, thì đây chính là quốc lộ 38 mới.
Thì cái quốc lộ 38 mới này nó sẽ di chuyển qua thị trấn Hồ. Như em được biết thì Google Maps chỉ thì là 5 km phía trước chính là thị trấn Hồ. Đấy, thị trấn Hồ là thuộc của Bắc Ninh rồi. Đấy. Ở đây thì các bác nhìn thấy là ở khu kiểu như là cánh đồng rộng mênh mông ấy, thì các bác thấy là sương mù nó vẫn chưa tan hết. Mặt trời thì nó vừa lên xong thôi, cho nên là sương mù vẫn chưa tan hết. Các bác nhìn xa xa kia nhìn thấy nó vẫn có gì đấy, có một làn sương mờ ảo ảo như ở phía này cũng vậy. Đấy. Thì chắc là mặt trời lên một chút nữa thôi là nó sẽ hết. Nhưng mà cái đoạn đường này rất là đẹp các bác nhé. Hai bên thì toàn cây bạch đàn. Đấy, giữa có một là dải cây kiểu như là chắn chói mắt cho xe đi ngược chiều. Thế nhưng mà như em nhận thấy thì những cây bạch đàn này nó nhỏ mà nó rất thẳng, kiểu đất nó tốt đấy, cho nên là nó mọc tốt đấy. Mới lại người ta trồng dày quá thì cây bắt buộc nó phải vươn dài lên để nó lấy sáng ấy, cho nên là cây nó phát triển rất là cao. Nhưng mà cái thân thì lại nhỏ, bão gió thì có khi là khả năng là nó sẽ giảm xuống nhiều hơn đấy. Ok nhá, bây giờ em tiếp tục di chuyển đã. Ở trên cái quốc lộ 18 này ấy, thì các bác để ý thấy là xe cộ đi lại rất là nhộn nhịp nhá, đặc biệt là xe tải đây, xe công đấy. Thì cái quốc lộ kia ở phía dụ phía đường kia chẳng hạn đây, xe rất là nhộn nhịp. Thì các bác để ý thấy là trên cái cung đường này là cái cung đường gần như là cung đường tránh để những cái xe vận tải nó đi từ hướng ví dụ như là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đi ra, hay là xe cá nhân đi cái lối này thì không gần như là đi vào khu vực Hà Nội thì không đi được rồi. Đấy, thì người ta phải đi theo cái quốc lộ tránh như thế này. Và nếu mà tính về thời gian ra thì nó sẽ lâu hơn đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nếu như ta di chuyển từ Ninh Bình lên đến Thái Nguyên nhà em đi. Đấy, kiểu là như vậy. Thì tất cả những xe tải, xe vận tải, xe khách, xe công, rồi tất cả những cái xe nào mà muốn đi từ trong Nam ra Bắc, nói tóm lại là như vậy. Ra Bắc ở đây thì nó có thể là ra Đông Bắc, có ra phía Bắc hoặc là phía Tây Bắc. Thì phía Đông Bắc thì nó có thể là di chuyển theo, vẫn phải đi đường này, sau đó là lên quốc lộ 10. Đấy là những xe phía Nam. Đấy, thì gần như là cái đường này gần như là cái mùa khi mà Hà Nội bị giãn cách ấy, thì cái đường này là cái đường di chuyển chính các bác nhé. Đấy, bác nào mà muốn di chuyển từ ví dụ thôi, vì Ninh Bình, Thanh Hóa ra phía Thái Nguyên hay là Vĩnh Phúc hay là ra những cái tỉnh phía Bắc thì bắt buộc phải di chuyển theo cái lối này. Ok, di chuyển lối này thì các bác cần cái phiếu xét nghiệm âm tính và có tác dụng trong vòng 72 giờ các bác nhé. Quay cho các bác một đoạn nữa là toàn bộ xe công này, rất nhiều xe công luôn. Có một đoạn vừa rồi nó đi qua đông lắm, thế nhưng mà em không kịp quay. Thế thành ra là các bác sẽ không cảm nhận được cái đông của nó. Vừa rồi tầm khoảng gần 1 cây số, thế nhưng mà em lại không kịp quay các bác. Đây là cái chốt này là chốt sang đất Hải Dương các bác này. Đấy. Gần như là cứ sang bất kỳ một cái địa phận nào của một tỉnh nào đó là ta lại có một cái chốt. Đấy. Cái chốt này là cái chốt gần như là kiểm soát giấy đi đường các thứ linh tinh đấy. Ok các bác nhé. Ok, để em di chuyển ở đây đã. Các chú cảnh sát bảo em vẫy sang đây. Đấy, xong vào đây khai báo. Đó. Rồi ok, vào khai báo đã. Ok, theo định vị mà hai vợ chồng một bạn nào đó mua con Morning thì còn khoảng 5,3 km nữa là em sẽ đến cái vị trí đấy. Đấy là thuộc người ta gọi là quán gỏi. Em thì thực ra mà nói em chả nhớ luôn, bởi vì em không biết là quán gỏi nó thuộc Hải Dương hay là thuộc Hưng Yên. Nhưng mà quán gỏi nghe nó cứ nói chung là em không nhớ. Các bác thấy có bác nào như em không? Thực chất thì em không phải là hướng dẫn viên du lịch, em là thằng bán xe, thế cho nên là thôi thì cái gì nhớ được thì nhớ, mà không nhớ được thì thôi, phải không các bác? Em không nhớ quán gỏi là thuộc tỉnh nào, đi đến đấy hỏi. Nhưng mà như hai em bảo là giao ở Hưng Yên thì khả năng là quán gỏi ở Hưng Yên thôi. Đấy. Thế nhưng mà nó cũng có cái gì đấy là miên man gì đấy thì nghĩ sang Hải Dương. Thôi được rồi, ở đâu thì đợi, còn khoảng 6-7 phút nữa thì em sẽ đến cái vị trí giao xe. Và em sẽ quay quá trình giao xe cho các bác xem các bác nhá. Ok. Ở đây là một cái chốt kiểm dịch. Chốt kiểm dịch này thì như em nhận thấy được rằng là nó sẽ phân tách ra hai tỉnh
là Hải Dương và Hưng Yên. Đấy, ở chỗ cầu là cầu Sặt các bạn, cầu Sặt đây. Và cái chốt kiểm dịch này thì đấy, như em đã nói đấy, nó là cái quốc lộ đường tránh đi Hà Nội, thành ra là lượng xe nó rất là đông. Đây các bác nhìn phía đằng sau xe này vẫn còn rất là nhiều này, đằng trước nữa kìa. Đấy, thì tuy nhiên thì đây thì chỉ là kiểm tra cái giấy có xét nghiệm hay không, hay là có được phép đi không, mà em thấy khá là chậm trễ. Đấy, xe máy đi qua người ta cũng kiểm tra hết nhá. Ô tô nữa, ô tô thì cứ giơ giấy ra được đi thôi, mà sao lại để tắc đường như thế này. Trong khi đó đằng sau các bác nhìn đằng sau kia là cả một cái ngã ba, tắc một cái là gần như là tắc hết cả những lối khác luôn. Hơi mất thời gian ở cái cầu, ở cái chốt kiểm dịch. Và bây giờ cũng đã qua chốt kiểm dịch tầm khoảng một cây số đến cây xăng, thì là bạn mua xe thì bạn ấy đã đang đợi ở cây xăng này rồi. Đây, nếu em không nhầm thì nó là cái cây xăng, bạn ấy bảo là qua cái cây, qua chốt kiểm dịch thì cây xăng đầu tiên phía bên trái mặc áo trắng. Ok, thì kia, bạn ấy đang đứng kia. Đó. Đây, bây giờ là cần phải đi ra vị trí này đã. Vị trí này là cái vị trí để xem xe đây. Rồi. Đây chắc vị trí đây. Rồi. Bây giờ phải xuống để đeo khẩu trang cho đàng hoàng vào đấy các bác nhé. Không dù gì cũng là phòng chống dịch cho nó đó. Ngon lành cành đào. Đấy. Rồi. Sao? Xong đỗ đây. Đi bằng cái gì đây không? Hả? Đi bộ á? Em chiều thế, em trẻ quá. Taxi đâu? Em cho về rồi. Quay về rồi á? À. Đây đáng nữa đi 5-6 con, nhưng mà người không đủ, với lại là đi theo cung đường khác nhau, thế là lại hôm nay lại đi cung đường này là có 3 con thôi. Con này là hôm trước anh rửa xe nó bắn vào trong một tí, là nó em đi một vài hôm nó hết cái hấp hơi đi nhá. Ừ, không tránh được đâu, không đấy hình như em mịch nó qua cái đấy rồi. Cái này là cái con nó chết nó bẩn thôi, để em cậy cạo nó đi này. Đấy anh chạy từ trên đấy đấy là tất cả mọi thứ nó đều ngon lành, ok hết đấy. Đấy. 5 nút start xe rồi. Có rồi chứ. Đấy. Tí nữa anh khác hướng dẫn. Vâng. Ừ. Tất cả anh đều hướng dẫn qua qua hết cho em. Hướng dẫn cho chú. Cũng dễ thôi. Em có bằng lâu chưa? Em đã có đâu. Ủa? Chưa có bằng. Thế thì ai đi? Anh bán nhiều xe cho các đồng chí không có bằng. Con này thì anh không mang đi quầy quán dọn nội thất đâu. Và anh chỉ có phun rửa đâu. Đấy. Dọn nội thất thì nó đánh sạch. Cho anh. Ok. Nói chung là những cái gì mà em đã xem trên video thì anh cũng đã nói rõ hết rồi. Quan trọng là máy móc gầm bệ nó chạy ngon chắc là ok. Đấy. Mua cái này anh đổ dầu, đổ nhớt cho em rồi đúng không? Nhớt mới. À rồi, nhớt mới rồi. Ừ. Đấy. Con này nói chung là em chưa có bằng thì mua con này là hợp lý. Em có đi ví dụ như tầm 1 năm thì em có lỗ cùng lắm thì 1-2 chục nếu bán lẻ thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Mà trong khi đó này nó có va quẹt xước sát thì nó không sót ruột. Đấy, bây giờ em ngồi bên kia anh sẽ hướng dẫn qua về cái nút start top mấy này, cái màn DVD các thứ. Đấy. Đây thì cái màn đã được lắp sắt rồi nhá. Em nhẫm phanh, em tắt máy đi. Nhẫm đây. Phanh ấn nút đây nó tắt này. Đó. Ok. Đấy. Nhưng riêng con này là con số sàn. Vâng. Thì anh tắt đi cái tính năng đề nổ tự xa của nó, của con này. Sợ nguy hiểm. Sợ nguy hiểm đúng không? Đấy. Thì bây giờ nếu mà em đề được thì em nhẫm côn và một chân nhẫm côn, chân đệm phanh và em ấn nút cái là nó sẽ nổ. Đây đúng không? Ừ, đấy. Không cần giữ lâu. Không cần giữ đúng không? Ừ. Em đạp kịch côn mà, nhấn lại. Em ấn lại nhé. Ừ, không, chưa được. Nó phải tắt đi lại rồi. Ok, giờ ấn lại. Ừ. Đấy. Thì anh tắt cái tính năng ấy đi, bởi vì đúng là không? Nhiều người không biết là bấm 3 lần vào phím khóa một phát là nó sẽ tự động nó chạy đúng không? Ừ, là nó nổ, nó nguy hiểm. Đấy. Thì ở đây chìa khóa có cần phải đặt gần không hay là không? Chìa khóa không cần, bởi vì cái bộ của em nó cái bộ rẻ nó không cần. Đấy. Còn cái độ này là cái đây là cái màn hình. Đấy, thì em vào
Nếu mà nói với phần cam hành trình thì em vào phần cam hành trình. À, cam hành trình hôm trước đây, là em yêu cầu đây, lắp rồi đúng đây. Không? Và cam hành trình này nó có cả cảnh báo làn đường cái thứ, nhưng mà tuy nhiên nó không chuẩn đâu. Gọi là có thôi. Ừ, gọi là có thôi. Đấy. Đây, phần cam hành trình thì ở đây em có phần xem lại. Vâng. À, chết rồi, đúng rồi. Thì ra từ lúc lắp giờ anh cũng đã thấy đâu. Đã động đến đâu ạ? Ừ. Đấy, cũng chưa chưa động đến. À đáp. À đấy nhá, tí nữa mà em để này mà em bật cam hành trình đi, nó sẽ tìm ra cái đường ấy này, cái đường mà nó cảnh báo tao làn đường. Thế nhưng mà nó chỉ là một phần, nó không quan trọng lắm cái đấy đâu. Đấy. Còn em nhắm kịch côn rồi chưa? Em nhắm rồi. Đấy, còn đây là phần camera lùi. Thì em cứ vào lùi là nó tự động nó hiện. Đấy. Thì không quan trọng lắm, để anh tắt này đi cho nó đỡ đỡ xấu. Để tắt cái vạch dưới này. Đấy. À. Còn điều hòa cái thứ thì bật lên. Khi mà bật lên thì máy nó sẽ phải lai thêm cái điều hòa nữa, cho nên nó sẽ nặng hơn. Điều đấy, hòa tất cả điều hòa cơ nhỉ? Đúng rồi, cái điều hòa cơ. Điều hòa tự động thì nó là đấy cơ. Em mua con này là chuẩn để mà gọi là chạy nháp rồi đấy. Chuẩn chạy nháp. Đấy, để các thứ là chỉnh điện hết đúng không? Ok, ấy? Chỉnh điện hết. Để anh bảo lấy giấy tờ cái thứ trên vâng, xe. Vâng. Mới chơi lấy giấy tờ đấy bạn ơi. Bạn giao giấy tờ cho bạn. Đấy thì hiện tại ở đây đang là thuộc cây xăng Khánh Phát à. Còn cái vị trí ở đây thì đây gọi là chỗ nào, đây là quán gỏi đúng không? Vâng, quán gỏi. Trước anh có đi một lần rồi nhưng mà không ấy lắm, cũng không đỉnh lắm. Đi đường ngầm chìa khóa chưa? Chìa khóa đây đây, quên. Đâu nhỉ? Cái giấy tờ ở đâu nhỉ? Trong xe à? Giấy tờ trong xe. À, quên. Anh Hùng bảo để mua xe đấy mà. Ừ. À đây. Đây. Đâu rồi mẫu ơi? Trước em bảo anh làm cái rút hồ sơ nhưng mà chắc Hôm sau lâu ấy thì gửi hồ lên. Hồ sơ phải rút khi mà em phải đem đây. Không, nhưng mà anh bảo này, nó là cái xe mà để đi nháp mà đi biển 30 em không nên rút, sau này bán giá trị hơn. Vâng. Em hiểu không? Làm cái gì để mất thêm ít tiền. Đúng rồi. À, có bút không nhỉ? Ok, để đây. Đây đây. Đây bỏ mà cầm máy quay trước đây, chụp cái này cho anh. 2 năm nữa thay xe khác. Không đến đâu, bọn nó đã mua. Thằng đứng bên chú vào đây. Vừa cầm máy quay nó phải chỉnh góc. Chụp khẩu trang có nhìn thấy gì đâu, hóa ra là toàn quay thằng chụp ảnh. Nào. Cái cường cách xa tí đúng kiểu đó. À đúng rồi, rồi. Chưa? Cao máy lên khoảng 50 phân đấy. Cao máy lên, ý là rồi rồi, mày lắm chuyện quá. Quá ok. Được chưa? Đây, mời vào đây. Ok. Hùng, tên Hùng nhỉ? Anh cảm ơn nhé. Ok. Rất cảm ơn hai vợ chồng đã. Bắt tay anh cái nữa nào. Cảm ơn anh. Vâng ạ. Rồi bây giờ là tiếp tục đi khởi hành vào trong phía phía Phủ Lý, Hà Nam, Ninh Bình để tiếp tục đi giao thêm hai con nữa. Đấy. Ôi giời. Ôi đi nhờ, Khánh lên đây đi. Ok, để em tắt đi đã, để chuẩn bị khởi hành. Rồi, đã hoàn thành giao xong cái xe cho bạn Hùng ở Hưng Yên. Thì bây giờ bọn em tiếp tục di chuyển về khu Phủ Lý hay là khu Đồng Văn để tiếp tục dừng ở đó và sẽ đàm phán xem là đi theo kiểu gì. Vì cái chiều đi của nó sẽ có hai chiều. Một là từ Phủ Lý phải bắn bắn ngược lên phía Tây Bắc, lên phía Hà Tây cũ ấy. Đấy. Và cái điểm tiếp giáp giữa đất Hà Tây cũ hay là còn gọi là tiếp giáp giữa Hà Nội và Phủ Lý và Hà Nam thì sẽ giao một cái xe ở đấy. Thế tuy nhiên thì cái bác mà cái anh em mà nhận con Ford này nó thuộc đất Hà Nội, nếu như không có giấy tờ di chuyển thì sẽ không được di chuyển đến chốt. Và người ta sẽ phải xin cái giấy tờ được phép đi đường đó để di chuyển đến chốt. Thì em hôm nay em sẽ đến Phủ Lý và em sẽ cân đối xem là sẽ nên đi như thế nào. Đấy. Một là khả năng là em Mịch và một em nữa sẽ đi con Ford lên trên đấy và giao ở trên đấy. Và em với một em nữa lái con xe này của em và mới lại con Civic về phía Ninh Bình. Đấy, giao ở Ninh Bình, sau đó lại quay ngược lại đón em hai em giao con Ford
Đấy thì chính vì vậy mà cái hành trình đi ngày hôm nay khả năng là cũng mất cả ngày các bác nhá. Rồi, em di chuyển đây. Ban đầu thì em cứ nghĩ rằng đây là sương mù các bạn. Thế nhưng mà tại sao mặt trời lên như vậy rồi mà vẫn còn sương mù? Nếu mà ở khu vực Hà Nội hay là khu vực đồng bằng thì khả năng là họ đốt rơm. Thế nhưng mà em thấy lúa đây vẫn còn xanh mướt như này thì đốt cái gì đâu. Vẫn còn sương mù các bạn. Ôi trời, lại có một cái chốt kiểm dịch nữa. Và em lại phải tiếp tục xuống đây khai báo tiếp để sang cái địa phận khác đây. Cứ sang mỗi một địa phận khác là lại có một cái chốt kiểm dịch để mình phải khai báo để xem là đi đến đâu, làm gì. Đấy. Đây chốt kiểm dịch đây ạ. Đằng trước kìa các bác nhìn thấy không ạ? Đó, mà cái chốt kiểm dịch này thì hôm trước em đã vào trình báo một lần rồi thì chỉ cần là trình giấy tờ cái là đi thôi. Nó cũng đơn giản, không có gì là khó khăn lắm. Đó. Rồi ok, em xin vào khai báo một chút đã các bác nhá. Em còn khoảng 20 km nữa thì đến thành phố Hưng Yên. Và từ thành phố Hưng Yên sang đến đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình thì nó được đâu đó khoảng tầm 10-12 km. Thế tuy nhiên thì ở Hưng Yên nó cũng còn là những cái vùng đồng bằng rất là rộng các bác nhé. Cũng không cứ gì là ở các tỉnh ví dụ như là Thái Bình hay Nam Định có vùng đấy đâu. Hưng Yên các bác nhìn này, cánh đồng hình như là thẳng cánh cò bay luôn. Nhìn thì không xa xa, không hề có bất kỳ một cái quả đồi quả núi nào hết. Đấy, đây các bác có thể nhìn thấy đây. Diện tích đất thứ thì còn nhiều lắm. Em nhìn như này thì mông mênh lắm. Con người ta mình bây giờ ở thì bao giờ mới hết được. Đấy. Như nhìn như này thì cánh đồng thì em nhận thấy rằng là gần như là ruộng lúa thì cũng có nhưng mà cũng hơi ít, chủ yếu là những cái đầm gì ấy. Đấy. Kia ở đây này, ở đây thì cũng có chỗ thì có ruộng, có chỗ thì có ao, đầm sen. Đấy các bạn, đầm sen. Đấy. Thì cũng không phải là để cấy lúa là nhiều đâu. Đây chỗ này thì là có ít ruộng lúa này, xa xa kia là hồ này. Đấy, phía bên trái kia thì là có lúa các bác nhá. Đây này, cánh đồng lúa này. Đấy, nhưng mà các bác quay này các bác không nhìn thấy đâu. Rồi ok. Chào các anh em đang có mặt ở thành phố Hưng Yên. Và hiện tại thì nếu như mà đi tầm khoảng đâu đó 15 km nữa thì em sẽ có mặt ở Đồng Văn. Thế đấy là đến tận Đồng Văn. Thế tuy nhiên thì em sẽ dừng ở nối tiếp giữa cái nút giao giữa đường cao tốc và cái đường mà cắt sang Đồng Văn ấy. Thì đây là thành phố Hưng Yên các bác nhá. Thành phố Hưng Yên này, hai bên đường vẫn rất là nhiều cây xanh này, mát mẻ này. Mà cây này hình như là cây gì, cây sấu à? Đúng rồi, cây sấu, cây bàng, hai bên đều có cây xanh khá là mát. Thế tuy nhiên thì em thấy rằng là cây xanh ở đây thì nó cũng không được to lắm. Như vậy là nhà nước người ta cũng mới rồng thôi. Cây này đường kính cỡ đâu đó khoảng tầm 15-17 cm gì đấy. Thế tuy nhiên thì hai bên lề đường rất là mát. Đấy. Xin chào thành phố Hưng Yên nhá. Em đang ở trung tâm thành phố Hưng Yên các bạn. Ở đây thì toàn đường xá rồi các thứ thì rất là rộng rãi. Thì em vừa đi qua một cái đường tròn rất là lớn thì thực chất thì em chả biết nó là cái đường tròn gì. Đấy. Em cần đi thêm khoảng đâu đó khoảng tầm hơn một cây nữa là em sẽ có mặt ở cầu Yên Lệnh. Cái cầu Yên Lệnh là cái cầu mà nối giữa Hưng Yên và bên Hà Nam. Đấy, và bên kia cầu nó sẽ có một chốt kiểm dịch nữa. Ok, đây cầu Yên Lệnh 1 km rẽ trái này. Đó, em đi vào cái vòng xuyến này sau đó em rẽ trái để sang cầu Yên Lệnh đã. Ở đây nó có một cái trạm thu phí. Trạm thu phí này theo em nghĩ nó là trạm thu phí của cầu Yên Lệnh. Đấy. Thì trạm thu phí này cơ bản thì cũng chắc em không nhớ đi mà hết bao tiền em chả nhớ nữa. Chắc đâu cũng chỉ có 15.000 hay là bao nhiêu tiền ấy. Đấy. Mỗi cái cầu này thôi nhưng mà trạm thu phí này em thấy nó có từ rất lâu rồi. Từ năm 2000 lẻ mấy em đi em đã thấy có trạm thu phí này rồi và đến bây giờ vẫn có trạm thu phí này luôn. Trạm thu phí này nó không nằm trên thu trên con đường nào cả và nằm thu phí của cầu Yên Lệnh luôn ấy. Nhưng đấy là theo em được biết thôi. Ok, để em xem là bao tiền nữa nhá. Các bác đợi một chút vì em cũng thực sự là không nhớ của cái cầu này nó thu gần đấy năm rồi. Mấy tiền anh? 30.000. Ok. Đấy. Trạm thu phí này 30.000. Qua cái cầu này, như em được biết là nó từ nếu mà từ ngày lần đầu tiên em đi qua cái trạm này, đó là thuộc năm 2007 là em đã đi qua cái cầu này rồi và đến bây giờ họ vẫn thu là 30.000.
tiền phí. Đấy. Từ thành phố sang bên này thì làm gì đã có cái đường nào đâu mà thu phí. Thế thành ra là cái trạm thu phí này là trạm thu phí của cầu Yên Lệnh bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng ngày xưa thì qua một số trạm nó chỉ có 10.000 thôi. Nhưng mà không hiểu sao đây một số trạm qua cái cầu như này vẫn cứ 30.000. Đấy. Cầu Yên Lệnh này như các bác nhá. Cầu Yên Lệnh này là cái cầu mà nối giữa Hà Nam và thành phố Hưng Yên. Đấy. Các bác nhìn này, nhìn đi lên cái cầu của nó này. Bên dưới của nó là sông Hồng. À, sông Hồng này thì cái cầu kiểu như này thì nó cũng giống như là ở khu vực Hà Nội thôi. Nó cũng đi một đoạn cầu cạn xa xa như thế này. Để em vượt vào bên trong một chút nhỉ, để quay cho các bác cho nói, mặc dù là vượt vào bên trong nó không đúng. À, thôi em đi đúng luật cho nó chắc ăn, vì cảnh sát Hưng Yên hơi bị ghê đấy. Thì ở bên dưới này nó là cầu vượt khá là dài xong mới đến sông các bác nhá. Đấy. À, ở bên dưới này thì em thấy là họ trồng rất là nhiều chuối, giống y như là thuộc khu vực cầu Thanh Trì hoặc là cầu Vĩnh Tuy ở Hà Nội này. Đấy. Và cũng có nhà ở khu dưới đấy, ở những rồi ôi ông xe tải ông phi ghê thật đấy. Đấy. À, xa xa kia là sông, dưới là toàn chuối thôi. Ở phía bên này cũng thế. Phía bên này các bác để ý thấy là cũng toàn chuối là chuối thôi. Quay cũng chả được nhìn được cái gì nhiều các bác nhỉ. Các bác có thể nhìn thấy cái sông và dòng sông bên dưới là dòng sông Hồng. Đấy. Ở bên kia cầu Yên Lệnh là sẽ có một cái trạm nữa, là cái trạm kiểm soát dịch của bên phía Hà Nam. Rồi để em di chuyển sang đấy đã. Rồi em chuẩn bị. Em chuẩn bị vào đất Hà Nam. Đấy, thì em tiện đến đây thì còn khoảng 9 cây nữa là lên cao tốc, thì em gọi xem là cái bác mua con Civic này đi đến đâu rồi. Sáng bác đi bác bảo qua đất Thanh Hóa rồi đấy. Nên không biết là đến chỗ nào rồi. Từ chỗ em di chuyển đấy cỡ đâu đó tầm khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng nữa, tiếng rưỡi nữa. Đấy. Alo. À, chú ơi, chú đến đâu rồi? Chú đến quá thành phố Thanh Hóa rồi. Vâng, thế thì khả năng là chú cháu di chuyển xuống đấy sẽ mất khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng nữa. À. Vâng, thì khả năng là chú cháu mình vừa gặp nhau là vừa, bởi vì là cháu tách đội ra là cháu cho thằng em mình nó đi theo hướng khác để nó giao theo hướng khác, còn bình thường thì cháu định đi theo như thế thì chưa mới có mặt ở đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì là cháu tách đôi ra cái thì là cháu sẽ đi xuống chỗ chú nữa tầm khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng nữa. Nói chung là tầm tiếng 1 tiếng 2 tiếng 30 phút nữa là cháu sẽ có mặt ở cái chỗ đấy. Thì tôi rồi. chú đưa chú đến thành phố, qua thành phố Thanh Hóa à? Quá thành phố Thanh Hóa đó đấy. Vâng, qua thành phố Thanh Hóa thì chú sẽ đến 60 cây nữa chú sẽ đến nơi, tức là khả năng là chú sẽ đến trước cháu đấy. Vâng. Vâng, chú nhớ là đầu đường tránh nhé, thành phố Ninh Bình chú nhá. Rồi, ok. Vâng, chào chú. Vâng. Rồi. Vâng. Rồi em đã di chuyển đến nút giao để lên cao tốc cầu rẽ Ninh Bình để tiếp tục di chuyển về phía Ninh Bình. Thì vừa rồi em có gọi điện cho chú rồi. Đấy, khả năng là chú sẽ đến trước em ở đầu đường tránh Ninh Bình phía dưới. Thì em phải đi hết đường tránh cơ. Không những là đi xuyên qua thành phố Ninh Bình mà em đi vòng qua đường tránh và gặp ở đầu dưới của đường tránh thành phố Ninh Bình. Đấy. Thì các bác để ý ở đây nó sẽ thấy là Pháp Vân còn 38 km, là các bác đi đến Pháp Vân lên Hà Nội kìa. Đấy. Và đây nó có cái lối rẽ để lên cao tốc đi Hà Nội. Ở đây thì nó có một cái vòng xuyến này thì nếu ta đi thẳng thì ta sẽ đến thị trấn Đồng Văn của Hà Nam. Và nếu như ta rẽ trái lên cao tốc thì ta tiếp tục lên đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Đấy. Đây. Tiếp tục ta di chuyển lên cao tốc cầu rẽ Ninh Bình các bác nhá. Đấy, qua cái trạm kia còn phải lấy một cái thẻ nữa. Thẻ này là cái thẻ là đầu vào, tí nữa lại tiếp tục là trạm thu phí tiếp. Đó. Lên đến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình thì từ đây xuống dưới đấy thì dự kiến em sẽ đi mất khoảng đâu đó tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Chắc tầm khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng gì đấy. Đó. Vé không phải thẻ à? Ok. Đó. À, tiếp tục em hành trình đi xuống để giao xe đã. Và khi mà đi đến đây ấy, thì em mới lại em mịch là phải chia tay. Nói chia tay thì hơi là có vẻ hơi buồn. Nhưng mà không sao, buồn đâu, chia tay để tí lại quay về đón nhau. Tức là em mịch em mới giao con Focus. À, điểm xuất phát là từ khu vực Đồng Văn Phủ Lý này đi ngược lên phía Chùa Hương ấy, kiểu như thế. Đấy, là phải đi ngược lên phía đấy là giao cho khách tại cái chốt là cái điểm tiếp giáp giữa Hà Nam và Hà Nội. Bởi vì là người trong
khu vực Hà Nội không được phép đi ra ngoài, hay nói cách khác là qua chốt không qua được, thì bên em phải có PCR và đến cái chốt đó, sau đó là giao cái xe đấy tại chốt cho khách hàng ở ở trên cái đoạn chốt đấy. Các bác thông cảm bởi vì em là đang lái xe, nhiều khi nó phân tâm cho nên nó nói chuyện nó cứ ngập ngà ngập ngừng thì rất là khó chịu, đúng không phải các bác? Đấy, thì đây em đang có mặt trên đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, con đường cao quen thuộc, con đường phải nói là quen thuộc với em. Đấy, em đi khá là nhiều trên con đường này, bởi vì sao ạ? Bởi vì là cuối con đường này rẽ sang là nhà bố vợ em rồi, ở Yên Nam Định. Đi rất là nhiều, km 220. Rồi ok các bác nhá. Em sẽ tiếp tục di chuyển để giao con này tại Ninh Bình. Trong quá trình giao như nào đấy thì em sẽ quay chi tiết cho các bác. Ok. Vâng, tiện cái lúc như này thì em xin phép quay trải nghiệm con Kia K3 2.0 một chút. Thì con này thì em đã mua ở trên Lào Cai, như các bác nào xem video của em đã biết rồi. Cái video hôm qua đã hình như đã đạt hơn 20.000 view rồi thì phải. Đấy. Kia K3 2.0 thuộc đời 2015. Thì con này hiện tại em đang chạy ở tốc độ là 100 km/h. Đấy, vòng tua hiện tại là 2.000 vòng trên phút. Và hiện tại là xăng thì đang báo là 7,6 lít trên 100 km. Đấy. Thì trên con này thì thực sự mà nói, chia sẻ với các bác là khi mà chạy trên con Kia K3 2.0 này thì nói là để nó tiết kiệm nhiên liệu so với con 1.6 hay là so với con Morning hay con i10 hay là đơn giản là so với con bán tải Ranger chẳng hạn, thì cái con này nó ăn hơn. Đấy, còn nếu như em mà để em so với con Ranger của em đi nhỉ, để em so với số tiền đi, thì con này nó đang ăn hơn đâu đó là khoảng gấp rưỡi. Tức là so với con máy dầu Forerunner thì con này chạy hết 1,5 triệu, thì con Forerunner nó chạy hết tầm 1 triệu trên cùng một cung đường. Đấy là theo cái đánh giá quan điểm cá nhân của em thôi. Đấy. Thì hiện tại con này em đang cài cái chế độ Cruise Control, là chế độ ga tự động. Đây, hiện tại là chân các thứ là em không ga đâu, mà hoàn toàn nó ga tự động hết. Đấy, các bác nhìn thấy có chữ xanh này, có chữ xanh và chữ Cruise kìa. Đấy, và bên cạnh có chữ Set thì em đã cài đặt ở đây rồi, là nó sẽ chạy ở cái mức tốc độ là 100 km/h. Mặc dù đường này là được phép chạy là 120 km/h, thế tuy nhiên thì đường này thì rất ít khi em chạy đến 120 km/h, em chỉ chạy ở cái tầm 100 km/h thôi, bởi vì đối với em an toàn là trên hết. Đấy, thì ở 100 km/h như thế này thì các bác thấy được rằng là trên con Cerato này thì cái vô lăng của nó gần như là nó im phắc luôn. Đấy, khi mà em thả tay ra thì gần như là nó vẫn cứ là đi gần thẳng tắp và không có hiện tượng rung vô lăng một cái thứ gì hết. Đấy, bởi vì hôm trước vừa cân bằng trụm, cân trụm xong mà. Và kể cả lúc chưa cân trụm em chạy cao tốc Hà Nội Lào Cai về thì nó cũng khá là ok rồi. Đấy, cộng với là thay lốp mới cân trụm vào nữa thì nó rất là tuyệt vời. Đấy. Thì trên K3 này đúng cái phân khúc hạng C và đi khá là ổn. Đấy. Tuy nhiên thì về độ ồn thì nó cũng ở cái mức nó bình bình thôi, chứ nó không phải là cách âm ổn tốt. Thì khi mà chạy ở cái này thì gió này, tiếng từ mặt đường dội lên này, ta vẫn nghe thấy tiếng ù ù. Đấy. Nói chung là cháy làm sao được, cái phân khúc này tầm tiền nó thế thôi các bác nhỉ. Ok, đây là trạm dừng nghỉ nhưng mà em sẽ không vào, phải đi cho nó kịp các bác nhé. Rồi, em đã di chuyển đến cuối đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Đấy, thì tuy nhiên thì em không ra cái lối này. Ra lối này là vào thành phố Ninh Bình, vào đất Nam Định và rẽ sang thành phố Ninh Bình qua cầu Non Nước. Đấy. Còn em sẽ di chuyển theo cái đường qua cái trạm thu phí này sang bên kia. Thì sang bên kia nó sẽ là cái đường gọi là đường tránh thành phố Ninh Bình. Tức là nếu như các bác đi đường trong này nhá, mà đi xuống vào quốc lộ 10, sau đó là rẽ vào thành phố Ninh Bình, thì đấy là đường đi vào thành phố Ninh Bình. Đấy. Còn cái đường này ấy, thì nó là đường tránh, nó đi vòng qua thành phố Ninh Bình, nó dành cho những cái xe tải, dành cho những cái xe là mà muốn đi nhanh, không muốn đi trong thành phố. Đấy các bạn. Thì đây là trạm thu phí Cao Bồ. Em không biết là bao nhiêu tiền đây, xem căn cứ vào cái vé này thu bao tiền nào. Không thấy có, cũng không thấy có lối ấy luôn. Đây nó chỉ là vé lối vào. Đấy, thế cho nên là không biết là bao nhiêu tiền, mà em hình như là em cũng đi vào đây, đi cái lối này, đi lối vào lối đấy rồi và ra lối này rồi, nhưng không nhớ là bao nhiêu tiền luôn. Đấy, thẻ kiểm soát đầu vào trạm vực vòng. Đấy, cầu Rẽ Ninh Bình. Đấy, phía trước kia có xe tải lâu quá, video các bác lại chờ lâu. Đi cái đoạn đường tránh này em không nhớ rõ là bao nhiêu cây, hình như nó cũng rơi vào khoảng tầm 15-18 cây mới đi vòng hết thành phố Ninh Bình thì phải. Đấy, thì vòng hết thành phố Ninh Bình thì em có hẹn cái chú đấy là ở đầu cuối, ở cái đầu lối rẽ vào cầu Rẽ Ninh Bình, vào đường đường tránh ấy, đầu đường tránh ấy.
Đấy. Đây xem bao tiền đã. Bao tiền nữa? 60.000 anh ơi. 60 à. 20 40. 60. Anh gửi luôn cho xe sau. Xe Civic này này. Đi cùng cùng lên một nơi chỗ đấy. 2937 1603. Đúng rồi. Ok. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành di chuyển vào khu đường tránh Ninh Bình này. Đấy. Sau đó là sang cái đầu đường tránh bên kia là sẽ đợi chú ở đấy. Mà hình như là chú ấy, lúc đấy gọi điện cho em thì còn 60 cây nữa. Nếu mà chú đi nhanh một tí thì còn đi đến trước em cơ, vì em chỗ này xuống còn 20 cây nữa. Ok các bác nhá, em tiến hành di chuyển tiếp. Ok, bây giờ em phải gọi thử xem là khách đến đâu rồi đã. Chú ơi, chú đến đâu rồi? Bà gần đến nơi đó. Cháu gửi đang ở thành phố Tam Điệp, ở hết thành phố Tam Điệp rồi. Ô sao từ lúc chú đi đấy bây giờ đến thành phố Tam Điệp à? Có mấy cây. Cháu khai, đang khai ở đấy ở chỗ Ninh Bình đấy, khai y tế lâu quá. À thế ạ. Vâng. Cháu đến điểm, cháu đến điểm, cháu đợi chú rồi. Chú vào trong Zalo nhá, cháu gửi cho chú cái vị trí, chú kích vào đấy cái nó khách chỉ đến đúng cái vị trí cháu đứng. Hả? Cháu gửi cái vị trí ở trên Zalo cho chú rồi. Chú vào Zalo, chú kích vào đấy cái nó khác tìm vị trí cho đến 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 cái vị trí cháu đang đứng đợi chú. À rồi. Vâng vâng vâng. Vâng. Ô, vẫn quay à? Tưởng dừng quay rồi. À, bây giờ thì lại đang đợi coi như là chú ấy đi đến đây. Từ đây đến Tam Điệp cũng rơi vào khoảng còn hơn chục cây nữa. Mười, xem nào, từ Ninh Bình này xuống 15 cây. 15 cây thì chắc phải đợi tầm đó, đâu đó khoảng tầm 20 phút. Thì giờ chú mới đến nơi. Thì lúc đấy ấy, chú khai báo lâu quá thôi. Còn nếu không thì thực ra mà nói thì đi từ từ dốc xây lên đây nhanh hơn cái đoạn đường mà em vừa đi đấy. Đây đoạn em đang đứng đây là cái đoạn đầu đường tránh của thành phố Ninh Bình ấy. Của thành phố Ninh Bình. Đấy, thì nếu như mà ở kia qua ngã ba, nếu đi thẳng thì đi xuyên thành phố Ninh Bình, mà nếu rẽ phải đây thì đi sẽ vòng theo cái đường tránh để đi đi sang đường cao tốc Hà Nội Pháp Vân ấy. Đấy, đây là đường tránh thành phố. Ok, đến nơi em khách đến nơi em quay tiếp nhé. Đây. Đây anh cứ đậu cho đấy. Em chuẩn bị đồ cái thứ ấy. Tí nữa anh mà bận quay thì em đưa giấy tờ ấy cho chú xem. Cháu chào chú nhá. Ôi giời. Còn cháu đi hôm đấy cũng 200 cây đấy. À. Vâng, phải tách em mình ở trên kia khoảng 70-80 cây trên kia để em đi sang. Đấy. Đây. Chú đi với ai đó? Các cháu. À cháu ạ, vâng. Đấy. Em ơi, cái tắt máy đây xong cho chú ấy kiểm tra lại xe cộ cái thứ. Không cho đi chú đi. À thôi tính tường thôi chứ chú chào biệt coi xe đâu. À đấy ạ. Đăng ký chào biệt coi xe đâu. Vâng. Bây giờ đi làm thủ tục xong cái để đấy ạ. Ấy thôi. Vâng. Thế thì em lấy cái giấy viết mua bán cái thứ cho chú. Đấy. Con này thì cháu thử dự chạy. Vâng, con này cháu mua Lào Cai hôm qua hôm kia đấy. Vâng. Để cháu chạy khoảng thời gian 200 cây như thế, nhưng mà cháu cũng sẽ mở cho chú xem qua cái máy móc các thứ cho chú yên tâm. Bởi vì là cái phiếu này là cái phiếu sửa hôm vừa rồi sao ấy. À, phiếu thay mấy cái chân trước cái thứ. Chắc là chú theo dõi chú biết hết này. Ừ, đây thằng nhỏ biết hết thôi. Ơ, xin cái bút đâu nhỉ? Cái bút vào đây cầm đây cho nhỉ? Chú có cái bút nào không? Không, cái này quên đứng. Thì lúc nãy anh có cầm bút về không biết? Hay là mịch nó cầm ở cái túi nào ấy? Có cái bút lại cứ ném đi này chết. Để anh kiếm cái bút đã. Ôi giời.
anh phải chạy 200 cây, máy nó khô gióp. Đánh lại sáng à? Dạ? Đánh lại sáng à? Rửa đi các khăn đấy. Phun rửa lại thôi mà. Đấy, hôm trước là cái chân máy này thay mới này. Mới tinh luôn. Chân máy tỷ lục. Nhưng mà chỗ nào nó dầu mỡ thứ nó ra không? Không có, tất cả là ok hết. Đó vừa giao cái xe kia trên cái cho khách thì lại quên cái bút mất ở túi bên kia. Số máy đâu? Số máy đây để tìm cho nó ở đâu đó. Cái này là bên 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 nó chuyên cà số máy để em tìm cho chị. Chuyên cà số máy phải hỏi nó đã. Còn sao trong số khung số máy các thứ đầy đủ. Cái số khung phải đặt cái này ra. Không phải, số khung nằm dưới kia. Đấy là con 218. Đây em 2008. 2008 nhưng nó ra con 218. 218 nó nằm trên này. Đấy là gì? Số máy. Số máy nó cũng nằm ở hết kia, nó có giấy thì là thứ ở kia hết rồi. Nhiều người tìm không ra, tìm mới không ra đâu, trên web không ra. Đây này, chú xem video ở chỗ này nó bị móc tí này. Đấy. Nó chỉ vào tí vào đây thôi, còn trong này là chưa vào đâu, vẫn nguyên. Cái này có ủn rồi. Đúng rồi, ủn rồi. Ủn vào đúng cái vị trí đầu này tí. Chính xác đấy. Nó sẽ ở đây xuống, nó chế lại đấy. Đấy. Ở đấy thì còn đấy, chỗ này là chỗ này mất, chú thấy chỗ đoạn này này. Đấy, cái đoạn này nó làm lại sau nứt ra này. Đấy, còn đoạn này của nó vẫn là trên này. Đây, đoạn này vẫn chỉ zin. Từ chỗ chú ra là có 2-3 chốt, 2 chốt rồi. 1 chốt Thanh Hóa, 1 chốt của Ninh Bình thôi. Mượn. Em mượn chú chứng minh thư để viết tên chú vào đây. Chứng ký vào cho anh. Về chú đi à? À đi à? Chứng minh thư của anh đâu? Của anh có đủ đây. Ốc chân máy thay rồi mà anh. Ốc chân máy thay mà. Ốc chân máy nó có tháo rồi á. Đúng rồi. Bên đây cũng có. Bên đấy trước nó thay rồi nó vẫn bị. Không, bên này có tháo, không bên nó thay ốc chân máy hay là nó hòa máy rồi. Cái gì mà tháo ốc chân máy hay lần hạ máy anh? Cái tháo ốc chân máy là nó thay cái gì? Nó thay ốc chân máy về cái này này thay thì nó vẫn phải tháo ra nó thay chứ. Thay bên thế. Nó thay thì bắt buộc là nó phải xử lý rồi. Nó phải tháo rồi. Nó thay là chỉ tháo ốc chân máy là nó một là thay cho thu giảm chân hoặc là hạ máy để làm máy. Không. Đúng rồi. Máy thì con này. Là thay ốc đâu. Đúng rồi. Ai bảo thay ốc làm gì đâu anh? Thay cao su hay là máy? Đấy. Thay cao su thì 100% rồi. Nhưng mà nó con là máy rồi. Không, máy khẳng định với anh luôn. Con này máy làm em nhập lại xe cho anh luôn. Máy con này nó zin hết. Mấy con ốc dưới kia nó vẫn còn nguyên zin nguyên trinh luôn. Bởi vì là cái con này khi mà cháu mua chú theo dõi là cháu mua của ai là chú biết mà. Bởi vì là chủ xe trước là bạn của cái thằng chủ sau này. Mà lại là cùng anh em là máy tính với nhau đi mua là cứ đi mua mò hay sao bây giờ mới biết chứ. Dạ. Còn mấy cái ốc này chưa mở. Đúng rồi chú ạ. Đấy, những con nào mà mở rồi là nó đã làm máy thì không còn một ốc nào không tháo. Vâng. Nguyên tắc là thế. Bắt buộc phải dỡ hết toàn bộ rồi. Đây những cái con này chú thấy cái này nó mới vặn nó nhìn rõ này thôi.
cái này hút được cái này lên đấy, thấy cái này trước đấy. Ừ. Hôm trước là thay cái giảm chấn thủy lực này. Ừ. Đâu vẫn còn hóa đơn đâu đây. Để. Thực ra nếu để đi thì nó chẳng sao cả. Có bác đây nhỉ? À, đó. Người đang tới. Anh có hai. Chú hôm nay bao tuổi không? 68. À thế ạ. Ô thế. Tính thì 6 bài. À thế ạ. Của bác như nào vậy? 098. 098. 552. 4 cáo 5. Thế là chú sinh năm mấy nhỉ? Tính thì tính 6 bài. À thế ạ. Đính Mùi. Vâng. Còn Khái thì chú sinh 1968. À thế ạ. Vâng. Trước đây chú chạy xe nào chưa? À? Trước đây chú chạy xe nào chưa? Có chạy thôi. Trước đấy chạy cho con Kia Sportster. À đấy ạ, vâng. Không, con Forte là chạy cũng được đấy. Con đấy chạy ngon. Em viết hai giấy luôn nhá, xong rồi để chú ký hai giấy luôn. Bây giờ là chú cũng về luôn chứ? Ờ, về về. À đây à? Đi chưa? Vâng. Đi về luôn chưa? Vâng. Chú mà rút hồ sơ các thứ thì bảo cháu nhá. Và nếu chú muốn. Vào xem cái. À vâng, chú lên đi, chú lên, chú ngồi đi, cháu chỉ cho. Bên kia quay lại. Bộ này thì nó là bộ thông minh nhá. Vâng. Điều kiện để nổ được của nó là sẽ phải có chìa này ở trong xe. Đấy. Chú đi ra ngoài một đoạn xa 4-5 mét nó tự động nó khóa lại. Nhưng vâng. Chú lưu ý là cái chìa nào mà đang dùng ấy, ví dụ chìa này đang bấm được này thì nó là đang sử dụng cho cái xe này. Vâng. Còn chìa nào mà không bấm được, ví dụ chìa này đang không bấm được này. Đấy, có nghĩa là lúc nó nhận thì nó nhận đồng thời, nó nhận từng chìa một thì chú cứ cất một chìa ở nhà đi. Vâng. Đấy. Chứ ví dụ như là cái này nó đang bật sáng đây này, cái này chỉ đè đồ đổ được nếu nút đấy sáng nhá. Ừ. Đấy, chú bấm mở ra nó sáng này. Nếu bây giờ chú muốn đè thì riêng cái con này số sàn chú phải đạp côn và đạp phanh, sau đó là ấn một nhát nút thôi. Đấy. Ừ. Chú cứ đạp đi, đằng nào cũng thế đúng không? Đấy, chú ấn nút. Đấy. Chú ấn nút cái là xong. Ừ. Đấy. Thì đây là bộ smart key, cái này nó sẽ tự động khóa khi mà chú đi ra xa. Thế tuy nhiên thì chú chỉ dùng một chìa thôi, một chìa chú để trong xe nó sẽ không khóa. Một chìa cắt rồi. Đấy, nó sẽ không khóa. Thế còn cái này thì cái màn các thứ theo xe của nó thì vẫn còn nguyên. Đấy, chú vào số lùi nó sẽ có cam lùi các thứ đầy đủ. Đấy, yeah. Cam lùi của nó và tất cả cái này là cam lùi theo xe của nó từ đầu. Bộ của nó bây giờ nó mới, nó ngon hơn và nó sẽ nét hơn. Đấy. Đây là cái, nó lắp cái rất lâu. Cái này nghe nhạc thì chỗ nào? Nghe nhạc thì nó có mấy cái đây, ví dụ ở cho ở đây nó có cổng USB. Đấy, chú cắm nhạc USB vào. Đấy, ngoài ra thì ở đây nó có cả cái khay gắn SIM để chú gắn SIM ở đây để bắt 4G để chú dùng online. Nhưng ở đây thì hiện tại bây giờ SIM thì không có, USB thì không. Thế thành ra là nó sẽ không có nhạc ở đây. Đấy. Đây có một cái bản demo thôi. Đấy. Bản demo thôi. Bản ấy được không? Bản Wi-Fi được không? Được, chú phát wifi ra là nó sẽ sử dụng bình thường. Đấy. Phát wifi kìa. Vâng, hoặc là chú muốn nghe nhạc thì nghe từ điện thoại kết nối Bluetooth với nó cũng được. Đấy. Đấy, chú phát wifi chưa? Điểm phát sóng. Chú dùng công nghệ khá là tốt đấy nhỉ. Mật khẩu là gì ạ? Để cho tìm. Đây là ở chỗ nào nó có cái phần mật đây khẩu. Đây này, tên này, Oppo F1 Pro này, mật khẩu này. Kiên. T68 đúng không? Cái kiến cung á. Rồi. Kiến là tự K-I-E Kiên T68. Ừ. NT. À. Gõ lại. Ừ. K-I-E Kiên NT68. Ừ. Kết nối. Đấy thì nó rồi. Đã kết nối wifi rồi. Wifi thì chú có thể vào YouTube. Đấy, để mà xem mạng. Đây, ví dụ như thế này. Video YouTube van đây. YouTube van này là nó chạy ẩn được. Đấy. Cái này tốc độ nó nhanh hay không nó còn phụ thuộc vào cái 3G, 4G của chú nhá. Đấy. Ví dụ đây. Đấy. Đấy, đang là nghe nhạc.
đó. Rồi, ok. À. Đây thì giấy tờ của chú đây cháu lại cho vào đây chú đã. Rồi. Và bây giờ thì cháu cũng xin phép là cháu cô bây giờ là mấy anh em cháu cũng lại phải đi về. Cũng 200m, 200 cây cơ. Thôi chú cứ ở đấy cũng được, không phải xuống nữa. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Bây giờ chú cháu mình lại chia tay, chú về Hà Tĩnh và cháu về Thái Nguyên. Dạ vâng. Cháu đi đây. Ôi giời, khởi hành. Tiếp tục đi về. Đang quay đúng không? Ừ. Đấy các bạn ạ, đi thì giao dịch thì là mọi thứ nó cũng đã xong xuôi rồi. Đấy. Bây giờ thì về trên kia xem tình hình em Mịch như nào để đón nốt em Mịch nữa. Khả năng là cũng khá là vất vả. Rồi ok, bây giờ về các bác nhá. Xin chào các bác. Chào các bác nhá. Đèn quá các bác ạ. Em đang trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình về thì nhận được một cái thông tin là ế lòi ế tĩ là con Focus của em lại không giao được rồi. Thì nguyên nhân thì như em mới truyền đạt lại thì nói là như sau. Cái thứ nhất thì cái thứ nhất là ở cốp sau nó mất một đoạn chỉ. Thì như em truyền đạt lại thì cũng chia sẻ thật với các bác là một đoạn chỉ đấy thì thật sự là em không để ý đâu. Đấy, kêu là mất một đoạn chỉ nhưng mà đấy họ bỏ thợ mang thợ đi họ kiểm tra. Cái thứ hai nữa là họ bảo là gầm nó hơi kém. Thì em không hiểu là con 2013 này gầm kém là gầm kém cái gì. Đấy, thôi thì không sao. Đấy, cá nhân em thì khi mà đã giao một cái xe cho khách mà khách đã không ưng ấy thì thôi em cũng không cần bán ngay. Đấy. Bởi vì là cái cơ bản là mình cũng không thật, không phải là không thật mà mình không nói ra hết những cái lỗi của xe. Các bạn tất cả những cái xe trước đây, ví dụ như cái xe em vừa giao con Civic chẳng hạn, tất cả những cái lỗi là khách hàng không cần phải xem lại nữa. Đấy, cái bác ở Hà Tĩnh, bác Kiên ở Hà Tĩnh, nếu như mà bác đang xem cái video này, bác biết xuống xe cái thì bác bảo thôi đã tin tưởng rồi, với tất cả những cái lỗi thì nó cũng như thế rồi ấy, kiểm tra lại thì cũng đúng là lỗi như thế thật, không sao. Ví dụ như là chạm cabo và biết các thứ thì khách chấp nhận, khách lấy. Thế còn với cái khách của con Focus ấy thì một đoạn cốp sau là đang bị mất chỉ, thì chia sẻ thật với các bác là cái đấy em không để ý lắm đâu. Em phải nói thật, nhưng nhiều bác chắc chắn cũng lại comment vào đây sẽ nói rằng là ông là thợ mà ông lại không biết. Nhưng thực sự mà người ta làm chuẩn một chút, với lại một mẫu thôi mới, thì khi mà em kiểm tra qua sơ sơ thì đúng là em không để ý lắm. Đấy. Thì nếu như có vấn đề gì sơ suất trong quá trình mà giao nhận xe ấy, ví dụ như các bác ạ, mua xe của em là kể cả từ nay về từ hiện tại và từ nay về sau, bác nào mà mua xe của em mà không đúng như những cái gì em mô tả thì em có thể nói với các bác là các bác không cần phải nhận, và em hoàn tiền lại cho các bác 100% tiền cọc luôn. Đấy, thì các bác hết sức thông cảm là có những cái sai sót được một con người, nhiều khi là người ta không kiểm soát được hoàn toàn là tất cả những cái lỗi như vậy. Với lại là mỗi một người lại có một cái cách để kiểm tra xe khác nhau. Đấy, ví dụ như đây là cách của em nhưng mà cách của ông kia nó lại khác đi một chút, hoặc là nó chi tiết khác đi một chút. Ví dụ như em bảo rằng là nó không bị đâm đụng va chạm các thứ chẳng hạn. Đấy, thì nó không bị. Thế nhưng mà hiện tại đến nó chẳng may nó bị va chạm một tí thì thôi, cái điều đấy là cái điều mà em không thể ấy được, không thể tránh được, bởi vì là sự thật nó bị mà trước đấy em không nói. Rồi ok nhá. Bây giờ em sẽ lên trên kia để gặp em Mịch ăn trưa cái đã, đói quá rồi. Kia rồi, bắt kịp em Mịch rồi. Bây giờ thì cần phải đi kiếm cái gì để ăn trưa đã các bạn. Bây giờ là đã là 12 rưỡi rồi này. Đó, 12 giờ 24 phút. Đấy, thì em Mịch em dừng đây em đợi tí thì em bắn về kịp theo. Vừa nãy vào chốt kiểm dịch thì khai báo thì rất là lạ. Em xuất phát từ tổ 8 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là nơi đi. Đấy, đi vòng qua tất cả các tỉnh rồi thì nơi đến lại là tổ 8 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí công an bảo thế anh khai báo kiểu này là khai báo kiểu gì, anh đi kiểu gì mà anh lại nơi đi với nơi đến là một. Và đúng rồi, em đi thành một vòng. Em chỉ đi trên quốc lộ thôi, em chả vào đâu mà không có địa chỉ thì làm sao em khai được địa chỉ. Và thế sao lại đi như thế? Và em đi giao xe dọc đường quốc lộ này. Đấy, dừng ở đường quốc lộ ở đường tránh Ninh Bình cái giao luôn, làm gì có địa chỉ đâu. Thế dừng đấy cái giao xe cái xong về luôn, có ở thế nào đâu. Thế thành ra là nơi về của em thì bây giờ lại là cái địa chỉ của em. Thế là buồn cười lắm các bác ạ. Nhưng mà bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn, đã sáng mới được có tí phở vào mồm thôi. Đấy. Và cái con ế lòi ế tí ra kia thì bây giờ em xác định rồi, để lại rồi. Để lại.
để lại làm cái xe coi như là như nào nhỉ, đi lại loang quang, cơ bản là đi 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 mua xe đi các thứ linh tinh, để cho thằng hai thằng em nó để showroom nó đi lung tung mới đi, ví dụ như là đi công việc ấy, thì được đi ngắn đi, như con này phải nói là đi xa rất là sướng nhá, phân khúc hạng C mà đi đầm sướng lắm đấy. Rồi ok nhá, giờ mấy anh em phải đi kiếm cái chỗ nào quán cơm nào đấy phải dừng chén cái đã, không là đói lắm này. Em lại ở trên đỉnh cầu Yên Lệnh các bạn ạ. Về đến sang bên kia, nhà cửa bên kia là đất Hưng Yên rồi. Đấy, qua Hà Nam, qua cầu này, cầu này cầu Yên Lệnh. Thì qua đầu cầu Yên Lệnh này sang bên kia đầu cầu lại có một cái chốt kiểm dịch nữa là của bên phía Hưng Yên. Đấy, gần như là đi bao nhiêu chốt thì về bấy nhiêu chốt. Ở dưới này thì, dưới cầu này thì cũng như sáng em nói đấy, toàn dòng chuối thôi. Bao nhiêu hectare chuối ở dưới này, rộng mênh mông luôn. Rồi bây giờ bọn em phải vào ở thành phố Hưng Yên để kiếm cái gì chén. Không biết là các quầy quán có mở không, hy vọng rằng là mở cho mình ăn. Rồi, ok, giờ phải dừng lại vào chén bữa cơm nữa các bạn ạ. Ui giời ơi, bây giờ là 1 giờ kém rồi. Đây. Có cướp đây. Chắc là sẽ dính một tí chỉ nào đó ở phía đằng sau này. Đấy. À, đây nó báo rõ là kính bị thay. Kính này em nhớ là cái video trước em có nói rằng là cái kính này là bị thay rồi mà, nhưng không biết là do cái gì. Đấy, kính này 2016 mà con này 2013. Thì mất đâu một đoạn chỉ ở dưới cái đít này. Đâu nhỉ? Đấy. Thế mới nhọ chứ này. Gọi suất hay gọi mâm ấy? Ngoài là anh về họ đây, họ không cho ấy. À đây à? Trứng này anh chỉ đảo mỗi chị Băng này anh nhỉ? Họ không cho anh đấy. Anh ơi, chị Băng cái đồ bà anh, cái gì ạ? Ok. Cái vị tích cho không nhỉ? Ngồi mỗi người một bàn này phải được chứ? Đúng không? Cấm rồi. À. Cấm mà sao vẫn mở, nhưng không thấy có cái biển bán mang về. À vâng, em mới tháo rồi. À đây à? Chắc tháo ra ăn được. Đâu kia kia đợt ba rồi em đã ăn cơm xong và mấy anh em đã lên xe khởi hành về. Đấy, thì từ đây về đến đâu nhỉ, cũng còn xa ra phết đấy. Đây vẫn đang địa thuộc địa phận của Hưng Yên các bạn ạ. Đây xung quanh đây vẫn còn rất nhiều những cái cây vườn cây ăn quả, nhãn này, ổi này, tất cả mọi thứ rất là nhiều này. Đấy, ổi nhiều nhá, ở đây rất là nhiều ổi luôn. Đây bên này cũng thấy cái vườn cây ăn quả của người dân rất là nhiều này. Đấy. Và bây giờ hiện tại đang là 1 giờ 15 phút. Đây, em bắn về Thái Nguyên xong ấy thì nếu còn kịp thời gian thì em sẽ đi tiếp tục đi giao một con nữa, nhưng mà đang không biết là có kịp hay không. Còn phải bố trí với khách xem có nhận được hay không cơ, vì khách cũng cần phải test. Test xong mới di chuyển được, vì khách thuộc Ba Vì Hà Nội. Thế thành ra là phải có giấy đi đường thì lúc đấy mới đến cái vị trí để mà nhận xe được. Đấy. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng là 17 cây nữa cơ, từ đây mới đến đấy. Chào tất cả các bác nhá, chào tất cả anh em. Mấy anh em đã đi về đến đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Các bác đã thấy rằng là ánh nắng mặt trời thì vẫn còn rất là chói chang đúng không? Và hiện tại bây giờ đang có 3 giờ 20 phút. 3 giờ 20 phút ạ. Đó. Và em đang được ngồi bên cạnh. Cho anh em nó lái. Hôm nay thì quy trình là đi giao 3 con. Thì một con thì lại mang về trả lại khách cọc, và khách này thực sự là thằng em nó cũng rất là có thiện chí lấy đấy. Khách chuyển khoản cọc với 50 triệu cơ. Thế nhưng mà có một điều là khách để khi mà giao xe ấy, thì có đâu là một lúc ngồi ăn cơm thì nói qua với em mình đâu có khoảng 20 phân chỉ, tức là nói là chỉ thì nó là cái keo chỉ của cái cốp sau ấy đấy, nó người ta làm lại một đoạn đó. Cộng với một cái nữa là em có nhớ là trên video của em có nói về cái kính sau là đã thay rồi. Thế nhưng mà khi mà em mịch em làm thì em lại không để ý lắm. Thế thành ra là cái bạn mà chốt cái con xe Ford đấy với em mịch ấy, thì lại xem video của em mịch. Thế thành ra là có một sự gọi là không đúng ở đây. Đấy, không đúng ở đây thì khi kiểm tra đấy không đúng như thế nữa thì khách có một chút gì đấy là lăn tăn. Thế nhưng không sao, lăn tăn thì thôi, không cần phải lấy, em đánh xe về bình thường. Đấy, các bác đừng bảo là em không bán được con ế thì em khó chịu, nhưng thực chất bán cho khách hàng phải vui vẻ cơ thì em mới bán được đấy. Còn có khách hàng ở mãi trên Yên Bái
khách kiểu như là muốn mua con xe ấy, thế nhưng mà lại kiểu như là tất cả gầm máy móc gầm bệ các thứ thì ok, nói đại khái là tin người bán thì tin rồi, muốn cọc tiền để mà mua rồi, thế nhưng mà lại không thích ở những cái là ví dụ như là cái chỗ nào sơn phẩy rồi nó không bị dính sang chỗ khác. Các bác bảo sơn ô tô thì tránh làm sao được, ví dụ như chỉ sơn mỗi cái vè trước thôi đúng không, thế rồi dùng ở cái chỗ chắn chỗ cái phần hốc gió nó phía trước ấy thì nó có những cái ốp đen chẳng hạn, thì khi người ta sơn ấy thì không tránh khỏi những cái sơn nó phẩy, nó có thể nó len sang cái ốp đen đấy. Thế cho nên là thực sự mà nói thì trên cái con xe đấy em không để ý là nó có lem hay không. Thế nhưng mà với những khách kỹ tính kiểu như này thì rất là khó. Em chỉ mong là nếu mà những khách như này thì em có một khuyến cáo là khách nên tận nơi đến xem cho thoải mái. Đấy, thế chẳng có gì cả, chỉ có test PCR thôi. Khách thì yêu cầu em là ship xe lên trên đấy. Thế nhưng mà hiện tại thì là bọn em không đi được. Đấy, với lại là đi xa như vậy, mãi tự nhiên bái. Đi xa như vậy mà khách hàng lại kiểu như là có một chút gì đấy lúc nhận xe có chút gì lăn tăn không thích ấy. Thì cá nhân này bọn em không thích, nói thật với các bác thế. Kể cả có thu được tiền đi rồi đi về cũng cảm thấy nó ấm ức, nó khó chịu, không hay. Đấy. Thì con Focus này cũng vậy, thì khách không ưng và khách bảo là thôi anh cứ kiếm con khác cho em. Kiếm con khác cho em. Đấy, kìa, có con nào thì là anh gọi cho em thì ok thôi. Đấy, thì em lại đánh con Ford về. Để cho dù gì đi chăng nữa thì ở trong cái showroom cũng phải có con ế. Con ế này đi rồi thì sẽ có con ế khác về. Đấy là cái điều tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ phải có. Đấy, các bác đồng ý em không? Làm cái gì cũng vậy, em bán máy tính thế, có những con mấy năm không bán được cơ. Chứ không phải là cứ đập bầy nên là bán được đâu. Thế cho nên là mình làm cái gì, kinh doanh cái gì thì phải có một lượng tồn nhất định tùy từng loại ngành nghề. Đấy, sau bao nhiêu năm kinh doanh thì em rút ra một cái kinh nghiệm là phải như vậy. Phải có. Còn nếu mà trường hợp không có thì hơi bị vô lý, trừ cái hàng nó hot quá. Còn em nói với các bác kể cả buôn vàng nhưng nó vẫn có hàng tồn trong, đúng không? Đấy, thế cho nên là bắt buộc thôi cũng lại cho về lấy cái để em bảo em mình là thôi có lẽ là để lại cho mấy thằng em nó đi tán gái. Biết đâu tán gái nó có mùi gái và nó lại đi được thì sao. Rồi ok, có lẽ là clip giao ba cái xe em tạm thời em sẽ dừng ở đây. Đấy, thì bật mí các bác một chút nữa, thì đáng nữa là mai thì em có làm cái vlog đi giao con xe Kia K3 số sàn ở mãi tận Ba Vì, Hà Nội. Trước đây là Hà Tây, thế tuy nhiên thì vẫn thuộc đất Hà Nội cho nên là đi ra đường vẫn phải có giấy được phép đi. Đấy, thế cho nên là không được, thế là đành phải thuê xe Ford, xe gọi là xe cứu hộ, xe của họ xe luồng xanh, xe cứu hộ đi về đó. Thì đấy, xe cứu hộ họ sẽ chuyển về đấy và cái tiền cước vận chuyển các thứ là bên mua người ta thanh toán. Thế còn con Cruise thì không biết là chiều nay là có kịp giao hay không. Nếu mà chiều nay không kịp giao thì sẽ có vlog giao xe cho các bác vào chủ nhật là ngày kia. Bởi vì là khách một là lấy vào ngày hôm nay, hai là sẽ lấy vào ngày kia. Đấy, và bây giờ em đang trên đường về rồi, em bảo là nếu mà lấy vào ngày hôm nay thì tầm khoảng 5 giờ, 5 rưỡi là anh sẽ giao được ở cái chốt Bắc Giang, Thái Nguyên. Đấy, thế còn không lấy được ngày hôm nay thì lại chủ nhật thì khả năng là bạn phải lên tận nơi, bởi vì là em đi đến chốt đấy thực ra em đi xuống chốt thì cũng vẫn đi được, nhưng không sao cả, nhưng mà không có PCR để sang bên kia. Rồi ok nhá, xin chào các bác. Vlog đi giao 3 xe và trượt 1 xe thì em xin kết thúc ở đây.